trời, thương nước hay vậy. Tôi tới người chào cô chú. Hôm nay tem tiết kiệm với lại số hàng đi cùng với con là có phúc cái hố. Chú tí mèo mập thì không đi. Ê, nó hôm nay là xuống dưới cuối suối. Nước chắc luôn. Ôi hình. Em đây mấy cháu xuống lại suối đây. Đây kìa. Ồ. Ồ, nước rồi chú. Nè. Không có chỗ làm không? Từ từ nữa. Lên trên bờ lúc nào? Không. Ai chà. Đào cho chú kịp xuống xuống xuống. Có con xuống chà. Đây kìa. Gai không? Ô, đừng, từ. Chỗ này đẹp nè chú. Ừ. Đẹp chứ. Cái này chắc là lên tới cổ quá. Đúng không Phúc? Ờ. Đó, đúng rồi. Nó chỉ kia đi. Chỗ bố rửa. Đó, mình có cái miếng giác được á. Đó, nó chỗ nó keo á. Thả giữa cũng được. Không, không phải giữa đâu, nó thật rồi á. Đâu, đó, lên thử. Giờ nó băng rừng lội suối. Kéo. Kìa. Ừ. Tội nghiệp thân phận con trai. Mày nuốt đâu? À. Gì vậy? Đây à. Ừ. Đúng rồi. Thôi trên đây luôn đi. Đây nè, cục đế nè. Ngay chỗ đây đi. Hỏi. Chưa thử. À, xuống dưới kia đi. Ở trên gặp rắn xuống. Cẩn thận nha. Từ từ để chú tí coi. Trời chèn luôn à. Thôi chèn luôn à.
Nó kêu cỡ nào. Không, không, lên, lên. Lên lại, tan tan đé gì chưa? Ở trên chỗ có mấy bờm á. Đúng không à? Thôi thôi. Đi rửa chú. Được không? Được. Hành trình mấy chú cháu à. Cẩn thận nha. Ê. Trời ơi, then. Thôi bỏ đi, bỏ ơi. Trời ơi. Trời, then nước không. Đi. Thôi lên cho đây luôn đi. Chưa chưa thử, lên đây đi. Đừng lên kia. Trời ơi. Trời ơi, nước hay gì? Gì? Đây đi, cho đây đi. Lên. Đây, ngồi đây ngắm xuống. Đây, giờ mấy chú cháu chắc làm ở đây. Thì cái chỗ này nước không? Đây, ngồi ở đây luôn đi. Ngắm xuống. Ngồi đây luôn đi. Ừ, đúng rồi. Con nhỏ béo quá nên gì? Bị then nước đang không? Mở đây phao đi. Ok. Trời ơi. Con nghĩ cháy à, Cháy à? Nước in thôi. Nó ướt hoài, nó ướt làm được đây. Ừ. Bây giờ mấy cô cháu sẽ làm ngay đây. Đây hiện tại giờ là sư tử đang nhóm lửa. Trời chứ gì. Ướt hết than gì mà. Lăn nhanh nữa. Đặt nhỏ đây sư tử không? Trời. Thơ luôn, thơ luôn. Đập đi, sẵn hơ luôn. Này, yeah. Hôm nay con sẽ là video. Đã giảm biển. Đây nhiều quá chứ chưa thử sẵn luôn, sẵn hơ luôn. Bà xét vô cho nó khô. Đó. Quả nó tan. Cho nó khô.
chưa, tắt bên kìa. Từ từ đi xuống là được dễ rồi. Thịt cá hố ơi, ông chú kêu ông béo rồi nè, thịt cá hố. Thơ đi con, đó, đỡ gì. Hơ luôn, mình hơ luôn mình. Xong rồi, xong rồi. Đây không này, rồi. Đó, bà xét vô. Gì, đó gì được á. Mình hơ, có nghĩa là mình hơ đó. Đó, giờ nó khô thấy không. Lá cái chị với chú mẹ quên lấy cái nước sâu ra, đóng hộp lại rồi thấy không. Chữ làm làm câu, tí câu ké, tí cá ké không. Cá bự á. Nước ở đây thì hơi lớn đó. Rồi chị đang âm u đó. Lấy cái đầu tinh đi đầu tư đi cơm cơ đá 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 nước mà
Con nào mà nó gần gần thì bảo về đây. Đó, 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 đừng 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 bảo bảo gì ấy? Bảo gì ấy? Cháy không ạ? Đây, đây. Thử là gì, chờ chuẩn bị chi câu cá. Ôi cẩn thận nha sư tử. À làm đũa ơi. Đúng rồi. Mình phải sinh tồn và tự chớ ra. Con xe đâu nó cháy ngoài không? Con ké nữa không? Muốn con ké, đi gieo con ké nữa. Thôi đi hố ơi. Rước hết. Con bỏ bên hông rồi nè. Thôi cơm nè, thơm nè chín ăn luôn trên bếp luôn cho ngon nóng, cho nóng. Chị nó lấy nè. Đây. Hàng nó bán à. Hàng nó bán à. Mà yên tâm xem mà con Dung bán không bán đâu. Bán mà nãy tôi ở bán vô mỏ luôn á. Biết xem nó bán không? Ước. Đây. Bảo qua đây nè chú. Bảo qua đây nè. Đỡ cái máy ở đâu đi là lại ăn. Ừ. Một con. Con lẽ xấu xí. Thấy chưa? Thấy chưa? Này, chết. Để chưa? Quế hấp, quế tuyệt vời. Quán từ từ. Quán từ từ. Chào. Cái hộp cướp đâu? Mất hộp cướp ra khỏi cầu quá nhiều. Dạ, bỏ. Thôi được rồi chú. Ăn đi cho nóng bê tô rồi. Bỏ thêm vô. Bỏ thêm vô.
gỏi tôm, con vú thối là người nướng, là người ăn luôn. Đúng rồi. Nó hay là kịp chỉ nướng luôn rồi, chờ. Ảo thôi, thông minh. Từ từ. Nó dai. Ngon. À, chút quay nọ lên cao không? Hả? Hôm nay nhìn mày đến chỗ nè. Mày có chỗ không? Ngon cho thử. Tiến về đây ngồi nè.
Từ 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 từ. Cái nữa là hết. Hết luôn. Than gì nó lâu tàn quá. Ừ. Hai con đúng không? Hết luôn cái hố. Đây còn còn có 3 con à. Có đâu. 4 con. Hết sao 3 con hay quá. 4 con. Muối khó ăn. Rồi. Thì bà ăn không mày có gạch này. Nếu mày thấy trước gì gạch trong đây nữa ăn. Và còn muối tôm nữa.
bạn cô chú đã bị gì đằng sau. Và nhớ đón xem phần 2 của video này. Cuối cùng giờ cũng để xong rồi. Chiều rồi. Tại bây giờ là cũng đang trời mưa. Nè. Nếu coi bãi cua như nãy nè. Cua hả? Đây là một bãi. Ơ. Đây tới giờ họ ở đâu đây? Đây đây đây. Ở đây. Đây, về lại. Xuống xuống. Đây, đây, đây. Lên sư tử. Đây cha, cái gì vậy? Bữa đi suối không bước đồ. Lên. Ăn cái lé vậy? Ai chà, tôi tưởng trốn đâu rồi. Nhiều cây nữa. Đó, đi đi đi. Chúi trời. Ê, ô, sao mệt đấy chứ. Ê,